Thì rồi em bắt đầu như thầy. Ok em bắt đầu đi em. Dạ rồi thì nay em sẽ giúp thầy báo cáo cái phần bài tập tiếp theo, em gọi là phần 2 đi. Thì tiếp theo của cái bữa hôm trước thì nó sẽ nói về cái những cái phân tích downstream trong cái dữ liệu single cell thì em nhắc lại một xíu về 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 một xíu kiến thức về cái buổi tuần trước. Thì cái buổi tuần trước thì ở đây buổi tuần trước thì mình đã thực hiện down hai cái file phát kêu trong cái dữ liệu single cell analysis sequencing. Thì một cái file phát kêu thì cho cái cell barcode và cái UMI, và cái file phát kêu còn lại thì dành cho cái transcript của mình. Thì mình sẽ có hai cái file phát kêu. Nói một xíu về về cái xử lý dữ liệu thì tuần trước để em quay lại. Thì cái buổi một á, thì mình đã thực hiện tìm kiếm search dữ liệu, cũng như là mình đã download dữ liệu, download hai cái file phát kêu lúc nãy. Và tiếp theo thì em cũng đã thực hiện chạy cái cell ranger, thì cái này là alignment, là chạy alignment, là cái số 1 tương với cái số 1 thì mình sẽ chạy alignment, mình làm những cái deduplication rồi quantification để cái số RIG mà nó mapping được trong cái reference genome của mình. Thì sau đó nó sẽ, sau khi mà chạy cell ranger xong thì nó trả cho mình một cái output, nó ở dạng là object data hay còn gọi là raw data, là một cái data mà chưa được qua xử lý. Thì nó là một cái matrix của những cái cell và những cái gene. Thì tiếp theo thì tuần trước em cũng đã làm xây dựng về cái dataset của mình, sau đó làm cái quality control, làm cái QC để loại bỏ những cái gene và loại bỏ những cái cell mà nó kém chất lượng. Thì đó là tuần trước mình đã làm được ba cái này. Thì đến hôm nay thì em sẽ làm một số bước ở phía dưới, một số cái mà em đã làm, còn một số cái thì em chưa làm, thì nếu có thời gian thì em sẽ báo cáo thêm một buổi nữa. Dạ rồi. Giờ đây thì đây là cái dữ liệu mà em đã làm QC sau khi QC xong. Nói về cái data này thì nói xíu thì nó là cái 22.167 feature này tương ứng với lại số gene của mình, số transcript, số gene. Còn đối với cái 14.220 cái này là tương với số cell của mình. Thì sau khi mà em làm QC thì em loại bỏ được xuống còn tầm 5.591 cái cell. Đó, thì bây giờ em sẽ lấy cái dataset này để em đi phân tích downstream. Mà trước khi phân tích downstream thì cái đầu tiên mình cần làm là mình phải chuẩn hóa cái dữ liệu của mình. Thì đây người ta nói là sau khi mà mình loại bỏ những cái cell mà mình không mong muốn thì mình sẽ thực hiện chuẩn hóa dữ liệu. Và cụ thể ở đây thì em sẽ làm trên cái package Seurat, thì nó làm em thực hiện trên cái lệnh là log normalize để em chuẩn hóa cái dữ liệu của mình. Mà sau khi đã chuẩn hóa dữ liệu xong thì đến một cái bước người ta gọi là scaling data. Thì ở trong cái scaling data này mục đích để làm gì? Mục đích chính của cái bước này là nó là một cái bước xử lý trước khi mà mình làm giảm chiều trị liệu, hay còn gọi là dimensional reduction. Thì ở trong cái scaling data này thì mình sẽ chuyển những cái biểu hiện gene, cái mức độ biểu hiện gene của nó mà rằng là cái trung bình biểu hiện giữa những cái cell đó, nó không có sự khác nhau. Và người ta gọi nó bằng không, có nghĩa là giữa những cái cell thì cái biểu hiện gene của nó gần như là bằng nhau. Và thêm vào đó nữa thì là cái variance giữa những cái cell đó thì nó gần như là bằng một. Thì ở cái bước này thì nó sẽ làm cho giữa những cái cell với nhau nó không có sự khác nhau, và hầu như là nó cân bằng về một mức độ biểu hiện gene. Thì nó sẽ mục đích là giúp cho mình có thể phân tích những cái bước downstream dễ dàng hơn. Nó không có những cái gene mà biểu hiện quá cao hoặc là những cái gene biểu hiện quá thấp, nó sẽ là một cái mức bằng nhau giữa những cái cell với nhau. Rồi sau khi mà mình làm scaling thì mình sẽ đến cái bước là giảm chiều dữ liệu. Thì ở đây em thực hiện trên PCA để em giảm chiều dữ liệu. Thì đây thì nó rút gọn lại của những cái thành phần PC thôi, nó rút gọn lại một em rút lại thành 5 cái positive và 5 cái negative, năm cái marker. Rồi thì đây là tiếp theo thì cái bước số 4 này thì nó khá quan trọng. Cái bước số 4 này thì mục đích của nó là người ta muốn tìm ra những cái gene
người ta đây gọi là highly variable feature, là những cái đặc điểm mà nó biểu hiện, nó thể hiện sự khác nhau khá lớn. Ở đây có nghĩa là người ta sẽ tìm ra một cái tập hợp những cái gene mà nó thể hiện sự biến đổi cao giữa những cái tế bào với nhau, giữa những cái cell với nhau. Có nghĩa là những cái gene này có thể sẽ biểu hiện rất là cao ở một số cell và rất là biểu hiện rất là thấp ở một số cell. Thì người ta dựa trên những cái này, thì người ta tập trung vào những cái này để người ta có thể phân tích những cái bước downstream để làm nổi bật được những cái gọi là những cái tín hiệu sinh học của cái bộ dữ liệu đơn bào của mình. Cái này thì đôi lúc mọi người sẽ hiểu nhầm với lại cái differential gene expression gene, nhưng mà cái này là khác, hai cái này là khác nhau. Đây thì ở đây em list ra được 10 cái gene mà nó có sự biểu hiện rất là khác nhau giữa những cái cell với nhau. Đây là 10 cái marker, 10 cái gene marker. Thì ở trong cái bước này thì người ta có vẽ được một cái biểu thị là airborne plot, thì người ta gọi cái này là cái biểu thị hình khuỷu tay. Thì ở đây như mọi người thấy là mình sẽ có một cái điểm gấp khúc đó. Nếu mọi người thấy, nếu bình thường thì nếu mà em nhìn thì cái điểm gấp khúc nó sẽ nằm ở khúc này, ở tầm cái giai đoạn giữa 10 cái PC số 14 và PC 15. Đó, thì cái mục đích của người ta vẽ ra cái biểu hồ hình gấp khuỷu tay để làm gì? Để người ta dự đoán được cái số lượng principal component, hay là gọi những cái em gọi tắt là PC. Thì dựa trên cái mà người ta ước lượng được số lượng PC ở đây, để người ta mục đích là người ta sẽ phân cụm tế bào thành bao nhiêu nhóm. Và cụ thể ở đây như người ta ước tính dựa trên đồ thị này thì nó sẽ tầm 14 hoặc là 15 nhóm cụm tế bào. Thì chút xíu nữa sau cái bước sau thì em sẽ làm cái việc phân cụm tế bào, thì cái kết quả nó cũng khá là tương tự ở 14 hoặc là 15 cụm tế bào này. Được rồi, thì đây gọi là người ta bước là phân cụm tế bào, cluster the cell. Thì ở trong này thì em dùng cái lệnh là find neighbor và find cluster. Thì ở đây có một cái mà mọi người cần quan tâm là cái resolution. Resolution ở đây thì em chọn là 0.5, bởi vì là người ta recommend rằng là ở những cái số lượng cell của mình mà tầm từ 3.000 tới 8.000 thì người ta sẽ chọn cái resolution trong khoảng từ 0.5. Có nghĩa là trung bình nó 0.5, từ tầm 0.4 tới 0.8 thì phải. Đó, thì mình sẽ dựa trên cái resolution này. Thì cái resolution này có nghĩa là nếu như mà mọi người tăng cái resolution này lên, tăng lên tầm 0.8 hoặc là 1 chấm, thì cái số lượng phân cụm của tế bào nó rất là lớn. Có nghĩa nó sẽ tăng cái sự chi tiết lên. Còn nếu như mà mọi người giảm xuống tầm 0.3 hoặc 0.2 á, đây như mọi người thấy là ở đây em chọn 0.5 này, thì cái số lượng cụm tế bào mà người ta người ta ước tính cho mình được là tầm 15. Rồi sau khi mà em tăng lên 0.6, cái resolution tăng lên 0.6, thì cái số cụm của mình nó tăng lên một cụm nữa là thành 16 cụm. Đó, mà tuy nhiên khi mà em giảm xuống còn 0.2 thì cái số lượng cụm tế bào của mình người ta dự đoán chỉ còn 11 thôi. Có nghĩa là khi mà mình tăng cái resolution thì cái số lượng cụm tế bào người ta dự đoán được nó cũng sẽ tăng, đồng thời tăng lên. Đó, thì cái việc mà mình chọn resolution nó sẽ dựa trên cái bộ dữ liệu của mình, dựa trên số lượng cell của mình, là mình làm sau khi QC là bao nhiêu, thì mình sẽ dựa trên cái mục đích của mình để mình chọn cái resolution thích hợp. Thì ở đây thì em chọn là 0.5, thì nó dự đoán cho mình là 15 cụm, thì nó lại giống, nó gần giống cái kết quả mà người ta dự đoán từ cái biểu đồ gốc khuỷu tay này, cái airborne plot này. Đây là em list ra 15 cái tế bào đầu tiên. Thì những cái trình tự như này, đối với một số bạn không biết, thì những cái trình tự này người ta gọi là trình tự barcode. Thì cái trình tự barcode này nó đặc trưng cho một cái cell. Đó, thì mỗi trình tự này sẽ tương ứng một cái cell. Và đây là 15 cell đầu tiên, thì nó phân cho em những cái cụm. Ví dụ cell đầu tiên nó cụm 1 này. Cell thứ hai là cụm tại vì trong này là người ta từ cụm 0 tới 14 thì em gọi là cụm 0 đi, cụm 1 không, một đó, người ta phân ra những cái cell này thuộc cụm nào, thì từ 0 tới 14 là tương với 15 cụm. Rồi sau khi mà em đã
tìm được cái số cùng mà mình dự đoán được thì em sẽ vẽ cái UMAP. Vẽ UMAP thì như mọi người thấy đây là nó phân cho mình thành đúng 15 cụm với 15 màu khác nhau, 15 cụm tế bào. 15 cụm tế bào. Nhưng mà tuy nhiên thì bây giờ 15 cụm tế bào này nó chỉ dựa trên, nó phân tích, nó dựa trên cái dự đoán của nó thôi. Nhưng mà bây giờ mình muốn biết là tương với những cái màu á, là tương với những cái loại cell nào, những cái loại cell thai nào. Thì bây giờ mình phải tiếp tục làm những cái bước tiếp theo. Thì để mà ví dụ bây giờ cái cụm 0 này là cái màu hồng này, thì bây giờ mình muốn biết cụm màu hồng này là một cái loại tế bào nào, thì bây giờ mình phải đi tìm được những cái gene marker, những cái gene marker đặc trưng cho cái cụm này, để từ đó mình suy ra được liệu là cái cụm hồng này là cụm tế bào gì, có thể là T cell, B cell chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ làm tiếp, mình sẽ đi tìm những cái gene marker đó. Thì đó là cái bước cái mục số 6, hay mình còn gọi là mình sẽ tìm những cái differentially expression feature, là những cái biomarker của từng cái cụm. Thì ở trong này thì em sẽ cùng thực hiện trên cái package là CIRAD, và em sẽ dùng cái lệnh là file marker. Thì ở đây ví dụ ha, ví dụ là em tìm những cái marker mà nó ở trong cái cụm số 2, thì ở đây em chọn ra, em tìm ra 5 cụm, em tìm cái n của mình bằng 5, em tìm ra 5 cái marker nó đặc trưng cho cái cụm số 2 này, đó là 5 tương với 5 marker này. Ngoài cái việc mà nó chỉ tìm những cái marker cho từng cụm á, thì nó còn có thể phân biệt được giữa những cái cụm với nhau có sự khác biệt về những cái marker nào. Ví dụ ở đây là một cái ví dụ, em tìm được những cái marker mà nó ở cụm số 5 mà nó khác biệt so với cụm 0 và cụm 3, thì mình sẽ dựa trên những cái marker này để mình phân biệt được cụm 5 với cụm 0 và cụm 3. Đó. Thì nó chỉ đặc trưng ở cụm 5 thôi. Đó. Thì em cũng làm được cái việc này. Ngoài cái việc mà chỉ tìm mỗi marker cho từng cụm, thì mình còn phân biệt được giữa cụm này và cụm khác nữa. Rồi, và cuối cùng thì em sẽ tìm tất cả những cái marker của từng cái cụm đó, để em đi tìm dựa trên những cái marker để em tìm những cái loại tế bào. Thì em tìm tất cả, thì ở đây em tìm mỗi tương với mỗi cụm đó. Mỗi cụm. Ví dụ đây cụm 0 thì em tìm tương với một cụm, thì em tìm ba marker. Mọi người cũng có thể là tìm 2, 3, 4 hoặc 5 hoặc nhiều hơn cũng được. Nhưng mà em tìm ba cái marker đặc trưng cho cụm 0 thôi. Đó, đây là 3. Rồi cụm 1 nó cũng có 3, cụm 2 cũng có 3, cụm 3 vân vân dài dài như này nó cũng ra. Mỗi cụm tương với 3 marker. Thì bây giờ mình sẽ dựa trên ba cái marker này của mỗi cụm để mình đi tìm những cái loại cell type tương ứng với từng cụm này. Ở đây thì em có vẽ một số cái plot để cho thấy được những cái biểu hiện của những cái marker này nó khác biệt giữa những cái cụm như nào. Ví dụ như là ở cái hình mọi người thấy là ba cái marker này này nó tương với cái cụm 0. Ở đây cụm 0 là tương với ba marker này. Thì em vẽ biểu hiện của ba cái marker này trong từng cái loại, từng cái cụm tế bào. Thì mọi người thấy là một cái sự đúng là ba cái marker này nó biểu hiện rất là cao ở cụm 0. Nó đúng với dự đoán mà người ta tính luôn. Đó, thì ba cụm này nó đặc trưng cho cái cụm 0 này, biểu hiện rất là cao. Rồi, bên cạnh đó thì em cũng làm cho cụm 2 và cụm 3. Thì nó, tuy nhiên thì nó cũng có một số, nó cũng biểu hiện ở một số cụm khác thôi, nhưng mà vẫn ở những cái cụm của nó thì biểu hiện rất là cao. Ví dụ ở đây là ba cái thằng này ở cụm 2 này, ở cụm 1. Đó, thì nó biểu hiện rất là cao. Rồi ba thằng này, ba cái marker trên marker này thì là biểu hiện rất là cao ở cụm 2. Đó. Tuy nhiên thì nó vẫn có một số cụm khác thôi, nhưng mà nó bị mức độ nó cũng thấp hơn với những cái cụm chính của nó. Ở đây thì em visualize cái biểu hiện của những cái marker này lên cái cụm tế bào, lên cái phân cụm tế bào mà nãy em đã tìm ra được, thì nó biểu hiện ở những cái cụm này. Đó, thì như mọi người thấy á, mình dựa trên được ba cái marker này thì mình thấy nó biểu hiện ở cái khu vực này này. Đó, thì mình sẽ dự đoán được là ở cái khu vực này là loại cell type nào tương với ba cái marker này. Đó, tương ứng với cụm 1 và cụm 2. Rồi. Bây giờ tới cái phần cuối cùng là phần mình sẽ tìm những loại cell type tương với những cái marker này. Thì bây giờ mình có ID của từng cụm 0 tới 14, rồi ba cái marker cho từng cụm. Thì bây giờ mình muốn biết là
cùng 0 này là tương với loại cell type nào, cùng 1 là tương với loại cell type nào, tương tự 3, 4 tới 14. Thì để làm được cái này á, thì nó có hai cái, nó có hai cái assignment, hai cái loại assignment, thì nó gọi tên, nó tên của nó là label main với label file, thì xíu em sẽ giải thích hai lần này sau. À, và cái việc mà nó phải làm á, nó sẽ annotation dựa trên cái data là human primary cell atlas data này đó, thì nó sẽ map, nó sẽ annotation dựa trên cái data này để nó tìm ra cái loại cell type tương ứng với từng cái marker, với ba cái marker đó. Tuy nhiên à, với một số thì ở đây chắc là em nhắc với một số bạn mà có làm về cái single cell này, thì tuy nhiên ở trong cái mà mình làm cell type identity, mình xác định từng loại cell type thì mình sẽ không thực hiện được trên cái siêu rat object, mà mình phải chuyển từ cái siêu rat object thành cái single cell experiment object là SCE này, dựa trên cái bucket là single R đó. Thì mọi người nhớ, thì các bạn mà có làm single cell thì các bạn nhớ là mình không thực hiện được trên siêu rat ha, mình thực hiện trên cái SCE thôi. Đó, thì à, em chỉ là chuyển cái object của em từ siêu thành SCE ở trên cái này thôi. Rồi, thì em giải thích hai cái assignment là một cái là main, một cái là file. Thì cái main á, thì nó sẽ thì nó sẽ xác định được những cái cụm cell type chính, cụm cell type chính của từng cái dựa trên những cái marker tương ứng. Còn cái cell, còn cái file này, cái assignment file ấy, thì nó sẽ cụ thể chi tiết hơn rất là nhiều so với lại cái main này. Ví dụ ở trong cái main thì mình thấy là có T cell này, nhưng bên cái file thì trong T cell nó còn những cái khác nữa là T cell CD4 này, rồi T cell CD8, đó rất là nhiều, nó cụ thể chi tiết hơn là cái main. À, thì đó là hai cái assignment mà người ta thực hiện. Rồi thì sau đó em sẽ vẽ được những cái hình, em visualize đi, visualize thì nó ra như này, đó, visualize. Thì ban đầu, từ ban đầu của mình là những cái cụm chỉ có số đánh dấu số và màu thôi. Bây giờ sau khi mà mình làm annotation dựa trên cái data của mình, data atlas, thì nó ra cho mình là những cái cụm tương với những cái loại cell type nào. Đây, thì bởi vì cái data set này thì em mới gộp có ít bệnh nhân, thế nên là số lượng cell nó khá là ít, nên mọi người nhìn chắc cũng hơi nhỏ, nên là nếu mà nhiều cell type hơn thì nhìn nó sẽ bự hơn, nhiều cell hơn. Dạ, yeah, rồi thì cái phần downstream mà em được học thì em được làm thì tới nhiêu đây thôi. Thì nếu mà còn một buổi khác thì em sẽ thực hiện những cái downstream khác, ví dụ như là em sẽ tìm những cái copy number variation, hay là tìm vẽ được cái những cái quỹ đạo thời gian giả của cái quá trình biến đổi ung thư chẳng hạn. Yeah. Thì cái đó em cũng đang quá trình học thôi, nên là em chưa có thực hiện. Nếu mà có cơ hội, thầy cho cơ hội một buổi nữa thì em sẽ cố gắng làm thêm một buổi nữa cho mọi người. Dạ rồi, em hết rồi thầy. Rồi, cảm ơn Quyền rất là nhiều. Em có thể đưa data để mọi người thực tập bây giờ luôn không, hay là em chưa có data em? Dạ, data thầy, nhưng mà em nghĩ là tại vì em làm trên cái HPC thầy, nên là em nghĩ tại vì máy em thì em chạy, bình thường em chạy thì lâu, với lại nó không có nổi thầy, nó đa giữa chừng, nên là em nghĩ không biết mấy mọi người có chạy nổi không. Em extract ra ít thôi, ví dụ như giờ em có population của em là hồi nãy em nói là cỡ 4.000 đến 8.000 ví dụ vậy đúng không, thì giờ em đưa cho mọi người tầm 1.000 thôi. Dạ, hình như đợt trước em có cái buổi 1 là em có gửi cho mọi người một lần rồi, là cái đó là chỉ có một bệnh nhân à, nó có 1.000 mấy à, không biết. Giờ cũng còn thôi. Chưa làm luôn rồi thầy. Bây giờ em tìm đi, mọi người ở đây có muốn làm thử không, để xem thử như thế nào không, hay là thôi bây giờ mình hỏi trước đi ha, bây giờ mình hỏi trước đi rồi cái chuyện mà có muốn làm thực tập không thì từ từ tính ha. Bây giờ có ai có hỏi câu hỏi gì không mọi người, có thấy chỗ nào mà mình cảm thấy là mình hứng thú để mình muốn biết thêm đó thì mình có hỏi không thầy? Cho em hỏi cái chỗ cell marker gene đó thầy. Theo em hiểu như vậy là những cái gene đó là không phải là tất cả các cái gene mà nó có biểu hiện trong cell, mà là chỉ những cái gene được dùng để phân biệt cell này với cell kia thôi đúng không thầy? Đúng rồi, cái differential đó thực chất ra là
những cái marker chính là cái differential gene expression nó specific vô trong một cái cluster, một cái group of cell nào đó. Nếu mà mình annotate cái cell name ấy, thì có cần phải khai báo đây là cái mẫu bệnh phẩm gì không thầy? Giống như mẫu máu hay là mẫu mô cơ quan nào đó chẳng hạn, có cần phải làm? Không, không cần em. Nó nhìn vô, nếu mà ai có học cái bài của Routine Atlas đó, của bác sĩ Hiệp đó, thì sẽ thấy được là mỗi một cái cell, một cái loại tissue nào đó thì nó có specific marker đó, gì đó thì nó sẽ lookup cái database đó và nó cho mình biết được marker đó thuộc cái cell nào vậy đó. Được. Hồi nãy thì em thấy Quyền làm mỗi cái cell group là Quyền lấy 3 gene. Như vậy thường thì mình phải có một cái số nào để fix không thầy, hay là mình thường lấy 3 gene luôn thầy? Cũng tùy, không có phải fix 3 gene đâu em. Có khi hả, để mà phân biệt được hai cái nhóm mà nó giống nhau lắm luôn á, thì có khi mình sử dụng tới 4-5 gene nữa em. Có khi như vậy. Em có một câu hỏi là ví dụ như một để tôi hỏi Quyền. Quyền ở trong em, tại sao em lấy 3 gene em giải thích luôn cho mọi người ở đây đi em. Dạ tại vì em thấy bình thường thì em thấy những cái bài tutorial hay gì nó cũng lấy 3. Hồi đó anh Xuân làm anh Xuân cũng lấy 3 đúng không? Hồi đó anh Xuân làm cũng lấy 3 thầy, nên là bài này em cũng lấy 3. Và em thấy khi mà em vẽ ra những cái này này, em vẽ ra những cái này thì em thấy chỉ 3 cái là nó cũng đủ để phân biệt được các thầy. Ví dụ cái nhỏ cùng số 1 á, như mọi người thấy là ví dụ ở cái GNLI này thì nó biểu hiện duy nhất ở cái cùng 0 mà. Tất cả còn lại nó không có biểu hiện. Không, nhưng mà cái nhóm số 9 thứ 9 này số 1 á nó hơi bị lẫn lộn. Nhóm 3 thì nó hơi khá nó cũng chưa rõ ràng, cái nhóm 3 này thì chưa rõ ràng lắm. Nhóm 3. Thì cái này thì tóm lại là tôi cũng nói với Phú rồi đó, là để tìm vào cái kinh nghiệm của mình đó, mình vẽ nó ra mình nhìn đồ nó Phú ha. Đó, bởi vì là không có nguyên tắc nào là 3 hoặc 5 hoặc bao nhiêu hết đúng không? Đó, mình tùy thuộc vào cái sample của nào này. Em hỏi một câu là ví dụ như là mình đọc y văn, mình thấy là người ta nói người ta tìm được một cái loại tế bào nào mới chẳng hạn, thì sau đó mình tìm thử tế bào đó nó có cái cell marker nào đó, thì như vậy mình muốn cái tìm cái loại cell hiếm hiếm đó trong cái mẫu của mình đó, thì mình có tìm được bằng cái này luôn thầy? Tôi cũng không dám khẳng định đâu em, nhưng mà hầu như tới thời điểm bây giờ tôi chưa đọc được cái bài nào mà người ta tìm được cái cell mới luôn á. Cũng không hẳn là mới mà kiểu giống như là một cái subgroup nào đó chẳng hạn của tế bào lympho B hay là T vậy đó chẳng hạn. Thì được, tôi nói là chứ mới có nghĩa là Ivan nó đã nói là có cái gene marker đó rồi đúng không? Thì mình phải là mình matching vô trong đây. Rồi cái này đâu phải là mình chỉ nghe nói đúng không? Mình có data mà. Em sẽ vẽ ra thử coi nó thật sự là có phân biệt được hay không. Đúng không? Là mình cái này là cái tần thật sử dụng trong single cell này hầu như là unsupervised learning không mọi người. Cluster group cái gene có cái biểu hiện giống nhau lại. Đúng không? Đó. Chứ nó không phải là supervised learning, ở đây nó không có. Sau khi đó rồi nó mới sort ở trên cái database để nó assign vào. Đúng không? Đó. Thì ở đây thì sau khi mà em có được ba cái marker đó, em biết nó là cho cái cell nào đó đó, em vẽ ra thử rồi em thử tìm cái differential gene expression đó. Đó, là làm cái tool đó đúng không? Mình có biểu hiện gene rồi mình bỏ vào. Còn nếu có em làm t-test không cũng được nữa. Nếu mà nó significant thì lúc đó em nói nó là nó là một cái cell có cái identity đó. Có nghĩa là nó không có cái tool nó matching vô trong cái câu hỏi của em, nhưng mà em có thể làm bằng cách là em extract nó ra rồi em vẽ box log rồi em chứng minh là cái nhóm này nó khác hoàn toàn với lại ba cái gene này đúng không, của cái cell này, của những cái cell này nó khác hoàn toàn với những nhóm kia, ví dụ vậy đó, thì em có thể khẳng định được nó là cái identity nào mà em có được không em ha? Rồi có ai hỏi gì nữa không mọi người? Dạ em có câu hỏi á thầy, cho em coi lại cái bước thứ ba thầy.
Dạ, tại vì hồi nãy em nghe bạn nói về cái quá trình là giảm chiều dữ liệu thì em cũng chưa hình dung được là cái bước này là cái vai trò của nó để làm gì, và nếu mà mình không sử dụng phương pháp PCA thì mình sử dụng phương pháp khác được không? Dạ, thì nếu mà theo em biết thì nó có hai phương pháp để giảm chiều dữ liệu, nhưng một cái là PCA, một cái là TSNE. Thì cái việc mà giảm chiều dữ liệu thì nó sẽ giảm chiều dữ liệu của mình xuống, nó có nghĩa là bây giờ có thể là dữ liệu của mình nó 3 chiều thì bây giờ mình sẽ giảm xuống còn 2 chiều. Thì nếu theo em biết mà tóm lại trong những cái bài phân tích dữ liệu data thì cái bước mà giảm chiều dữ liệu là một cái bước rất là quan trọng để mình giảm chiều dữ liệu để mình thực hiện những cái phân tích downstream phía sau. Nếu mà nói cụ thể về cái phương pháp này nó làm gì, nó thực hiện như nào thì em cũng không có rõ. Có gì thầy giúp em giải thích cho bạn được không? Rồi, bây giờ em quay qua cái TSNE plot của em nè. Say plot thì TSNE plot nãy đi em. Bây giờ mình đây mình có tới mấy ngàn đúng không? Ở trên cơ thể của mình có khoảng là 20.000 gen. Ở chuột thì nó cũng 20 mấy ngàn gen. Không thể nào mình nhìn thấy được, mình vẽ ra được hết. Làm sao 4 chiều mình đã không thấy được rồi, đúng không? Để mình có thể thấy được từng cái cell nó như vậy á, thì mình phải giảm cái chiều nó xuống, đúng không? Có nghĩa là từ ở đây thì mình làm single cell thì không phải là 20 mấy ngàn, nhưng mà ít nhất nó cũng, tôi nghĩ là cũng 3.000-4.000 chia đó mọi người. Đó, mà 3-4.000 chiều thì làm sao vẽ ra hình thấy được, đúng không? Mình phải giảm chiều xuống. Đó, thì mình giảm chiều xuống để làm chi? Để nó cho mình thấy nó phân cụm theo cụm như thế nào, được không? Được không Vi? Hiểu chưa? Giảm chiều để thứ nhất là mình vẽ nó ra, mình visualize lên, mình thấy được. Đó, khi mà mình thấy được rồi mình sử dụng nó để mình phân cụm nó ra. Đó, thí dụ cụm màu cam, cụm màu xanh, cụm màu đỏ, cụm màu hồng, thí dụ vậy đúng không? Đó, thì mình phải vẽ ra được, thì mình phân cụm được, thì lúc đó mình mới thấy được. Được chưa? Dạ, theo như em hiểu câu chuyện ở đây có nghĩa là cái single cell data của mình nó sẽ có thể được visualize dưới dạng là dữ liệu 3D. Đúng, thì mình giảm chiều như vậy để có thể mình vẽ nên được dưới cái dạng 2D để mà mình hình dung được cái cụm nằm. Nó không phải là 3D đây, nó có 3.000. Em thấy cái ma trận của nó không? Nó có bao nhiêu cột, bao nhiêu hàng? Thì mỗi một cái cột của nó là một cái gene đó, hoặc là một cái hàng của nó một cái gene, còn cột của nó là sample á, thì nó tới 4-5.000 hàng lận. Sao vẽ ra thấy được? Đúng không? Mỗi một gene có là một chiều đó. Được không em? Em hình dung như được không? Ha? Đó, mình giảm chiều xuống là bây giờ mình giảm từ mấy gene đó mình giảm xuống còn xuống có 2 gene thôi. À, thí dụ như bây giờ ở đây mình, đây tôi đúng không, tôi sẽ có tên, tuổi tác, cân nặng đó, rồi màu tóc, màu da đó, mỗi một người mình sẽ có một cái vector. Thí dụ tôi nói một cái vector nó có 10 chiều em chậm đi, đúng không? Tuổi tác, cân nặng, màu da, chiều cao đó, giới tính, vân vân, và may cái gì đó là có 10 chiều. Thì làm sao tôi có thể so sánh được với lại mọi người ở đây, đúng không? Giống hay khác nhau dựa trên 10 chiều đó. Thì nếu mà tính cái vector thì tính được đó, nhưng mà để mà biểu diễn lên mình thấy được giống như vậy á, thì mình phải giảm xuống còn 2 chiều thôi mình mới biểu diễn xuống được, đúng không? Làm sao từ 10 chiều đó mà giảm xuống còn 2 chiều? Thì người ta sử dụng kỹ thuật PCA ha, hoặc là sử dụng kỹ thuật là TSNE hay UMAP thì cũng giống nhau thôi. Đó, là giảm chiều xuống. Được không? Từ cái 10 chiều giống như tôi nói đó, giới tính, tuổi tác, cân nặng, chiều cao, màu tóc, độ này kia đúng không, độ dài tóc, nó như đó vân vân và may đó, tôi giảm xuống còn 2 chiều để tôi visualize nó lên được, và tôi sử dụng cái data đó để tôi có thể phân cộng, phân rút nó được. Được không ha? Dạ rồi, em hiểu rồi em thầy. Dạ. Rồi, có ai hỏi gì nữa không mọi người? Dạ, em dạ dạ chị hỏi trước đó chị. Chị ngại quá. Dạ, em hỏi cái chỗ mà elbow plot anh Nguyên. Rồi, đây. Cái này thì em biết là nó sẽ dựa vô cái độ lệch chuẩn đó. Hồi nãy em nghe anh nói là anh nhìn vô đây, anh có thể đoán là nó có khoảng 14-15 cái cụm á. Thì bình thường thì cái hình nó sẽ dễ nhìn, nó có một cái gấp khúc ở đây ha, một cái khúc những kiểu tay giống anh Xuân đó, anh Xuân nói với anh thì nó sẽ dễ thấy hơn. Trong cái hình này thì hơi khó thấy, nhưng mà nó sẽ nằm ở khoảng này này đó.
em thấy nó lên đây xong nó xuống lại đây này. Nó sẽ rơi vào đây. Dạ dạ, em cảm ơn anh Quyền. Tức là anh cho em cái câu là em đang làm cái dữ liệu đó là cũng giống như em hỏi anh là sau khi em chạy cái Serenger xong thì nó sẽ ra những cái raw thì em gộp nó lại thì nó là cái file CSV anh. Không, em gộp nó lại thì nó cũng là một cái file đó luôn. Nó chỉ khi mà em gộp lại, em gộp bằng cái anh gửi cái đó là Serenger aggregation thì nó sẽ năm giống như em làm 5 bệnh nhân thì nó ra được 5 cái file, 5 cái output. Thì bây giờ em gom 5 cái output đó lại thì sẽ có những cái cell nó giống nhau này, những cái gene nó giống nhau này. Đó thì nó sẽ loại bỏ bớt đi, xong nó sẽ thành một cái file như là một bệnh nhân luôn, nhưng mà nó sẽ nhiều cell, nhiều gene hơn không? Dạ. Chứ không phải là cái file CSV, nó vẫn là một cái output đó. Dạ, tại em thấy trên cái đó người ta để nó làm đi làm cái file CSV. Dạ, để tối. Cái CSV đó thì em phải tạo trước, em trong cái output có em có cái file CSV em lấy trong cái output của một bệnh nhân nó ra. Dạ. Chứ cái đó không phải tạo, nhưng cái đó là em lấy trong cái output của từng cái cell ranger em chạy xong á, từng cái output em chạy xong. Em gom, em ví dụ 5 bệnh nhân thì em gom 5 cái file lại. Dạ dạ em cảm ơn anh, để tối em chạy thử. Quyền ơi, cho anh hỏi dạ. Là lúc mà em làm cái BCA á, thì khi em chọn hai chiều thì mình lấy cái BC 1,2 giả sử như 1,2 đi, thì mình chọn cái nào mà nó cái effect nó lớn nhất phải không Quyền? Cái BC ví dụ như em chọn hai chiều thì em sẽ lấy hai cái BCA, cái hai cái gen mà nó có cái ảnh hưởng lớn đối với lớn nhất đối với cái phân cộng đó. Cái này nói sao ta hình như tại vì cái này nó cũng tại vì cái thực chất của mấy cái này nó là machine learning, mà cái mấy cái này thì em không có kiến thức nhiều lắm. Em chỉ làm theo cái này là cái tutorial người ta dựng lên thì em làm theo thầy giải thích cho anh cái câu hỏi đó đúng không thầy? Ở đây là cái eigen vector với cái eigen value là cái BC của nó đó Phúc ha. Thì cái contribution đó của những cái marker đó, đó nó là nhiều nhất đối với cái chiều đó của cái chiều mà cái dữ liệu của data đó ha. Nhưng mà nói gì chắc cũng khó hiểu. Bây giờ em lên cái lớp machine learning đó, em sọt cái bài BCA đó của Thiên làm giúp đường đi gỡ cho mọi người ở đây được không Quyền? Hoàng đi Hoàng em xem màn hình đi, Hoàng sẽ chùm về cái này hơn. Hình như anh Hoàng có học trong lớp đó, anh Hoàng biết chắc biết cái video đó thầy. Đúng rồi, Hoàng. Em xem màn hình đi Hoàng. Dạ, ấy là xem màn hình để gửi cái link đó thầy. Đúng rồi, xem màn hình đây để cho mọi người biết cách sọt cái trang của mình á, của cái lớp của mình ở đây nè. Dạ, để em vô liền thầy, đợi em xíu. Dạ, thầy thấy màn hình của em chưa? Thầy bên chị thấy màn hình của em chưa? Rồi, thấy rồi em. Dạ, để em chuyển lại cái dòng em vô cái chuyển cái account. Dạ, không, ngọt mà. Dạ, cái bài BC là bài đó là nó nằm ở cái em vô trong cái danh sách phát á, để em chỉ như vậy người ta mới hiểu. Vô trong danh sách phát. Dạ rồi. Đó, dạ. Chọn cái machine learning 2020 ha. Dạ. Xong chọn cái BC. Cái ML 31. Dạ rồi. Em copy cái đường link để em gửi cho mọi người ở đây. Ha. Dạ rồi. Chứ còn giờ đó, cái này nó thuộc về một bài nữa mọi người, mà nó nhiều toán nó chậm lắm đó. Nếu mà tôi dạy chắc cũng phải ít nhất cũng phải 2 tiếng đồng hồ đó. Bởi vậy là mọi người thông cảm ha, đó mình chịu khó mình coi nó, còn nếu không mình chấp nhận nó thôi chứ bây giờ biết làm sao giờ ha. Có nghĩa là bây giờ mình có nhiều chiều mình giảm xuống còn từng chiều, mỗi chiều nó gọi là cái principal component ha. Đó
thì cái data của mình thực chất là nó có chiều hết mọi người. Đó, nó có một cái hướng mạnh đó ha. Và nó sẽ phân theo thứ tự mỗi một cái eigenvalue á. Ở đây nếu mà học ai học linear algebra á, đại số tuyến tính rồi đó, thì sẽ biết được là một cái ma trận của mình á, mình sẽ tính được cái eigenvalue và cái eigenvector của nó ha. Có nghĩa là A là một cái ma trận nhân cho một cái vector x thì bằng lambda nhân cho x. Có gì đó lạ vậy đó mọi người. Một cái ma trận mà nhân cho một cái vector thì bằng một cái con số nhân cho một cái vector. Nó lạ vậy đó. Hay không? Mọi người thấy toán học nó hay vậy đó. Thì nó cái lambda đó chính là cái scale, nó là một cái eigenvalue của mọi người ha. Mọi người thấy lạ không? Có nghĩa là A là một cái ma trận thì tới hai chiều, đúng không? X nó là một cái vector mà lại bằng với lại cái lambda nhân với cái x. Đó. Ở bên đây có hai cái x thì mình không có đơn giản được, tại nó là cái vector mọi người. Đó, mình không có chia cho x hai bên để biến mất, không có bằng lambda, ở bằng A thì bằng lambda được. Lambda nó có con số mọi người, nó là số 3, số 4, số 5, số 7 gì đó, đúng không? Đó. Mọi người hình dung tự nhiên một cái ma trận nhưng mà nhân cho một cái vector, nó lại bằng một cái con số nhân cho cái vector đó. Có gì đó, tại sao mình làm được chuyện đó, đúng không? Tại vì nó có chiều, nó có một cái hướng của nó để mình có thể giảm cái số chiều xuống được. Nó toán, tôi giải thích mọi người sao không hiểu được đâu, đúng không? Đó, nó phải, mình phải học toán để mình mới hiểu được. Vậy đó. Bởi chịu khó từ từ. Từ từ. Cái nào nó ra cái đó, bây giờ mình chấp nhận cái này trước đi. Ha. Rồi. Nếu mà ai muốn tìm hiểu thì có cái link đó mọi người, chịu khó tìm hiểu ha. Rồi, có ai hỏi gì nữa không mọi người? Rồi, không ai hỏi gì nữa thì Quyền em gửi lại cái data cũ cho mọi người đi ha, để với lại cái script á hồi nãy của em có được á, gửi cho mọi người để mọi người có thể tự ngồi, đúng không? Đó, dành ra 15 phút 20 phút đó, tự ngồi input, nhập cái input vào xong xuôi rồi á install mấy cái package đó, đúng không? Tôi nghĩ là cái máy tính nào mà có cỡ 4GB trở lên là có thể chạy được cỡ 1000 cell được đó mọi người ha. Đó, 4GB đến 8GB, 8GB thì tốt, 8GB là chắc chắn được, 4GB thì có khả năng không được. Nhưng mà 8GB thì chắc chắn được ha. Dạ, này là xe để em gửi. Em gửi cái script với em gửi cái data để cho mọi người play around ha. Đó. Rồi. Hoàng ơi, em tắt cái này đi em ha. Có gì em upload hai cái bài riêng.